Hello, xin chào tất cả các anh chị, lại là Nam nè. Rất vui gặp lại anh chị ở kênh của Nam nha. Thì hiện tại bên Nam đang còn tồn kho một vài xe Honda Lead 2021 màu đen nhám nha anh chị. Thì cụ thể chiếc xe Nam đang quay là chiếc xe Honda Lead 2021. Đây là phiên bản đặc biệt, bản cao nhất của dòng Honda Lead luôn. Và xe đang mang màu đen mờ ha. Hay bên Nam gọi với cái tên quen thuộc là màu đen nhám á anh chị. Ngày hôm nay em sẽ quay chiếc xe này lên để chia sẻ với anh chị và báo giá để cho anh chị nào đang quan tâm về cái mẫu 2021 thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Rồi, đây là hàng tồn kho nha anh chị. Hàng này không còn sản xuất nữa. Quan trọng là anh chị nào đang có sở thích về cái mẫu này thì chúng ta sẽ tham khảo. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Hết Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe Honda các loại đó thì cứ liên hệ Nam, Nam sẽ hỗ trợ anh chị một cách tối đa nhất nha. Đó. Thì giữa cái 2021 với 2022 nó khác nhau cơ bản về cái mặt thiết kế bên ngoài là nằm ở vị trí cái mặt nạ nè anh chị. Cái đời 22 thì nó có thêm cái mặt nạ nhỏ chỗ này ha. Đó, nó chỉ khác biệt về thiết kế bên ngoài là chỗ này thôi, còn lại là nó giống nhau nha anh chị. Rồi, đây là toàn bộ phần đầu xe nè. Phiên bản này thì được trang bị công nghệ đèn pha cốt dạng LED ha. Đây, phát ra sáng trắng rất là sáng luôn. Xe sơn một cái màu đen nhám, thì ưu điểm của màu đen nhám là anh chị cũng biết rồi đó, khi mà đi đường nó bám bụi á, anh chị lấy cái dẻ anh chị lau cái là nó sạch, nó không có bị ố bề mặt sơn ha. Mỗi một cái màu được cái ưu nhược điểm riêng nha anh chị. Đó. Xe vẫn được trang bị là hệ thống đèn định vị ban ngày dạng LED nè. Đó. Ban đêm là đèn rất là đẹp luôn. Đèn xi nhan tích hợp hai bên, nhưng mà đèn xi nhan là đèn halogen nha. Đèn pha cốt thì là đèn LED, đèn định vị cũng là đèn LED, nhưng mà đèn xi nhan là đèn halogen. Bên dưới cùng này có một cái viền mạ chrome lớn mô phỏng hình chữ V ha, nhìn rất là sang luôn á anh chị. Rồi, xe này sử dụng là thắng đĩa trước và thắng bố sau nha anh chị. Tuy nhiên thì thắng đĩa thường thôi, dòng lít là không có ABS nha, kể cả 22 cũng không có ABS luôn. Nhưng mà phanh kết hợp ha. Đây, Khambirai. Đó, kèo. Bóp phanh sau ăn phanh trước ha, bóp một phanh ăn hai phanh luôn, cũng khá là an toàn. Thì cái phần mâm xe và phục xe thì sơn màu đen nhám giống nhau nha anh chị. Màu đen nhám nha, chứ không phải đen bóng nha, nhám heo dầu sơn màu đen luôn. Đây là cái đĩa của xe nè. Thì xe lít thì có kích thước của cái bánh trước là 90 90 12 ha, mâm trước là 12 inch nha anh chị. Rồi, dòng ở phía sau. Xe mang một màu đen hầu như là đen nguyên con luôn. Nổi bật nhất cái phần ốp sườn đó, cái tem chữ LED nè, 3D nổi xi màu đỏ nha anh chị. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở dưới này có chữ Black Edition ha, phiên bản đặc biệt mới có cái chữ này. Còn phiên bản cao cấp bản tiêu chuẩn không có nha anh chị, và cái chữ LED nó sẽ xi cái màu trắng nha. Rồi, xe thì sử dụng da yên màu đen ha, mài cái lằn chỉ mai màu đỏ. Ở phía trước là da nhám, ở phía sau là da trơn. Rồi, chân chống vẫn là chân chống điện ha, chân chống bên là chân chống điện ha, gác chân sau nè. Đó. Rồi, xe này thì đặc trưng của nó là chỉ có một phuộc thôi, cũng giống như là Honda Lead với lại Honda Vision thôi, cũng không có gì khác biệt. Rồi, xe này thì được trang bị công nghệ là ESP nha anh chị. Đây, động cơ 125, lốp có đóng chữ Honda nè. Máy này 125 nha anh chị. Đây là phần thắng sau nè, thắng sau là thắng bố nè, hay gọi thắng cơ đó. Kích thước của vỏ sau nè, 190-10, mâm sau 10 inch, mâm trước 12 inch ha, đều sơn màu đen nhám giống nhau luôn nè. Vỏ là vỏ của Genshin nha anh chị nè. Phuộc này không có chỉnh được nha anh chị, nó cố định ha, không có chỉnh được. Rồi, phần đèn hậu với phần đèn xi nhan, đèn hậu là dạng LED nha anh chị, đèn LED. Đèn xi nhan là đèn halogen nha. Dưới này có miếng phản quang nè. Rồi ốp sườn bên trái cũng như bên phải ha, có cái tem chữ LED nè. Rất là nổi bật ở phần ốp sườn luôn. Rồi xuống dưới thì đây là cái phần bát bô, hay còn gọi là miếng cách nhiệt á anh chị. Thì phối hợp hai màu ha, một cái màu đen nhám với màu bạc. Đây phần bô xe nè. Xe này thì làm mát bằng dung dịch nha anh chị. Rồi, góc này anh chị sẽ dễ thấy nhất là thiết kế của mâm xe nè.
Thiết kế theo kiểu là năm chấu hình chữ Y anh chị, là 1 2 3 4 5 cái nền giống chữ Y. Rồi xe này có mức tiêu hao nhiên liệu theo nhà sản xuất công bố đó là 2.02 lít trên 100 km nha anh chị, tương đương là 1 lít khoảng 50 cây số. Rồi đây, đây là phần cái đồng hồ đây, tay cầm rồi nè. Nói chung giữa 21 với 22 này không có thay đổi về cái phần thiết kế này nha anh chị. Chỉ khác màu sơn thôi, vẫn có là cốt pha nè, kèn xi nhan nè. Bên này có alin tớp ngắt động cơ tạm thời này, hay gọi là dừng đèn xanh đèn đỏ máy tự tắt á anh chị. Đó, lúc khởi động vẫn không có tắt đèn giống nhau luôn nè. Ở giữa có logo Honda nè. Đây đồng hồ LCD kết hợp với analog giống nhau luôn. 21 22 là hoàn toàn giống nhau về cái phần này. Nó chỉ khác nhau cơ bản về cái mặt nạ phía trước, cái trang bị thêm cổng sạc điện thoại của cái 2022 với lại cải tiến USB lên USB cộng thôi, chỉ vậy thôi. Còn lại là giống nhau hết. Đây, thông số. Tên xe list nè, nhà máy Hà Nam. Trọng lượng bản thân 113 kg, thể tích làm việc 124,8 cm khối ha, năm sản xuất 2021. Còn đây là ổ khóa thông minh nè. Ổ khóa thông minh và tính năng của remote là hoàn toàn giống nhau, không có gì khác biệt ha. Nam sẽ lấy cái phần remote cho anh chị xem. Đây có cái hộc để đồ nè. Đây được những vật dụng cơ bản như bao tay, mắt kính, khẩu trang nào đó. 21 giá 2 giống nhau như 22, chỗ này nó có thêm cái cổng sạc điện thoại USB giống như thắt mod vậy thôi, chứ không có gì khác biệt hết. Đây là remote nè. Mỗi xe hai cái nha anh chị. Remote với 21 22 tính năng là hoàn toàn giống nhau ha, hai nút bấm ba tính năng nè. Chìa khóa là mở nguồn xe nè. Hình cái lo với hình chiếc xe là chống trộm tích hợp với tìm xe nè. Nói về tính năng của cái ổ khóa nè và cái remote là giữa 21 lít, 21 lít 22 là hoàn toàn giống nhau, không có gì khác biệt hết nha anh chị. Đó, khoảng hai cái đây. Đó, có móc mang đồ ở giữa nè. Rồi, bình xăng vẫn đặt phía trước luôn. Bình xăng này có thể tích là 6 lít nha anh chị. Có thể nói là khá lớn trong cái dòng xe tay ga của Honda Việt Nam mình luôn á. Sàn đẩy chân nè, sàn đẩy chân này khá to nha anh chị. Giúp chúng ta ngồi cái tư thế nó thoải mái hơn. Đầu gối nó không có bị chạm với cái phần trước này. Trên đây thì có những cái chấm nổi nè, để cho chúng ta để cái chân nó bám hơn á. Rồi, đây là phần tay dắt của xe nè. Sơn màu đen nhám luôn. Nhìn rất là cá tính luôn, bằng ren rất là chắc chắn nha anh chị. Anh chị yên tâm về phần này ha. Rồi, cốp xe. Trời ơi, có thể nói cốp xe list là chiếc xe có cốp rộng nhất trong tất cả các dòng xe của tay ga của Honda Việt Nam mình luôn á. Không có xe nào rộng hơn xe này. Năm nhớ không lầm là cốp xe này là có thể tích là lớn hơn 37 lít. Anh chị nào làm công sở hoặc là đi làm hay để nhiều vật dụng tư trang theo mình á, thì đây Honda List không thể nào bỏ qua được vì cốp quá rộng, rất là tiện lợi luôn. Đây làm mát bằng dung dịch nè. Đó, quá to, rộng nhất trong phân khúc luôn. Không có xe Honda Việt nào mà rộng cái cốp rộng hơn xe List hết. Rồi, đó là tất cả thông tin về chiếc Honda List 2021 phiên bản đặc biệt màu đen nhám nha anh chị. Thì hôm nay là tuần năm sẽ báo giá để anh chị tham khảo nha. Thì hôm nay là tuần thứ 3 của tháng 2 2022 rồi. Thì hiện tại chiếc xe này bên Nam đang bán ra mức giá là 41 triệu nha. Giá xe đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí lăn bánh nha anh chị. Và giá xe có thể dao động tùy theo từng thời điểm nha. Anh chị đã muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua như thế nào thì liên hệ trực tiếp Nam sẽ báo giá một cách chính xác nhất nha. Tại vì đôi khi giá xe nó thay đổi. Anh chị mua phiên bản này so với cái phiên bản đen nhám của 2022 thì nó sẽ rẻ hơn. Phiên bản này rẻ hơn 2022 khoảng 3 đến 4 triệu anh chị. Còn thiết kế là về ngoại thất thì chỉ khác biệt một điểm duy nhất nằm ngay mặt nạ thôi, còn lại là hoàn toàn giống nhau ha. Kích thước mâm vỏ giống nhau luôn, hệ thống đèn giống nhau, ổ khóa thông minh, remote giống nhau luôn, cốp xe cũng giống nhau luôn, động cơ 125 giống nhau luôn. Nhưng mà rẻ hơn được 3 đến 4 triệu. Thắng cũng giống nhau luôn. Thắng thường thôi, chưa có ABS nha. Honda List là chưa có phiên bản nào có ABS hết. Rồi bên em hỗ trợ trả góp luôn ha. Thủ tục đơn giản, chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc hộ khẩu bản gốc nha anh chị. Còn anh chị đang có căn cước thì chỉ cần căn cước là được nha. Xe mang một màu đen rất là cá tính luôn á. Xe này có một cái ưu điểm vượt trội so với những xe khác, đó là sự tiện lợi của một chiếc xe mang lại. Vì sao? Thứ nhất là bình xăng để phía trước rất là tiện khi đổ xăng nè. Và thể tích bình xăng khá lớn nha, lớn hơn ở thằng mod, lớn hơn cả Airblade luôn, lớn hơn cả Vision luôn, 6 lít lận. Đi đổ một lần đi rất là lâu. Thứ hai là cốp để đồ rất rộng, nói là rộng nhất phân khúc luôn của xe tay ga.
Cái tiếp theo là sử dụng công nghệ đèn pha cốt dạng LED nè, ổ khóa thông minh Smart Key nè, remote thì có luôn tính năng chống trộm nè, tìm xe nè, không cần phải cài đặt thêm nha anh chị. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cơ bản của một chiếc xe. Anh chị nào cần sự thực dụng một chiếc xe mang lại thì đây Honda Lead là một sự lựa chọn khó thể bỏ qua ha, đặc biệt là đối với những chị nữ nha. Rồi, đó là tất cả thông tin về chiếc xe này. Anh chị nào đang quan tâm thì liên hệ Nam ha, địa chỉ và số điện thoại có phần bên dưới phần mô tả của video nha anh chị. Đó, bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây ha. Anh chị nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới nè, về giá xe nè, về chương trình trả góp nè. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé.